Chiều ngày 12 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị lần thứ 23 sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Theo báo cáo trong 3 tháng đầu năm, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, tình hình sản xuất nông nghiệp diễn ra thuận lợi, sản lượng lương thực đạt khoảng 13.000 tấn, Bên cạnh, địa phương đã trao gần 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, học sinh nghèo, trị giá trên 430 triệu đồng. Dẫn động cất mới 6 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá trên 300 triệu đồng. Song song đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục y tế được triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền thực hiện thường xuyên hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay xã đạt được 15 trên 19 tiêu chí, với 51 trên 57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Nhân Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đề nghị thời gian tới địa phương cần quán triệt tốt chuyên đề năm 2024, an giang học tập và làm theo tấm gương Bắc Hồ, Bắc Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, quản lý tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. <laughs>